thêm cái phần tiếp theo đó là hỏi linh hồn không có. Trong đó sư cho rằng các cái cõi có cõi các cõi giới siêu hình như cõi trời Atula, ngạ quỷ là những cái cõi là không có thật do các tổ năm tông bịa ra. Thì một lần nữa đó sư nói với quý vị là mình nói chuyện giống như sư Tuệ Tường vừa mới nói đó, mình nói chuyện là mình phải căn cứ theo kinh điển. Chứ bây giờ mình nói chuyện mà không căn cứ theo kinh điển á, là mình sẽ cãi nhau và nó đưa đến phiến luận, nó không đưa đến kết quả. Nói là phải đem kinh điển ra nói chuyện. Mà bây giờ đó kinh tạng á, cái bài kinh nào mình muốn tin nó phù hợp với cái thẩm mỹ quan của mình á, là mình tin. Còn kinh tạng cái bài kinh nào mà nó nghịch với cái thẩm với cái quan điểm của mình á, là mình chống. Thì như vậy là mình xem kinh tạng bằng một cái tư thế phiến diện và một cái tư thế là nó bị chênh lệch. Nó dẫn đến cái chuyện là mình sẽ không thấy được đúng sự thật, bởi vì mình đã nghiên cứu kinh tạng bằng một tâm lý là tôi chỉ thấy cái mà tôi muốn thấy, còn cái tôi không muốn thấy là mặc nhiên là nó không tồn tại. Thì cái kiểu nghiên cứu kinh tạng như vậy là một kiểu nghiên cứu kinh tạng rất là nguy hiểm. Chính bởi vì như vậy đó, về cái câu này đâu cần phải trả lời. Tại vì sao? Những cái bài kinh nói về các cảnh giới rất là nhiều rồi. Ví dụ như bài kinh Tệ Túc là một bài kinh nổi tiếng nhất. Quý vị chỉ cần mở ra mà xem Tệ Túc của Trường Bộ. Ha. Thành ra đây là một cái sai rõ ràng và không có cái gì để mà mình có thể nói thêm. Cái thứ ba là 37 phẩm trợ đạo. Sư cho sư thông là quên nữa. Sư nói cái này nè, để quý vị hiểu là sư đang nói về vấn đề sai chứ sư không nói về con người. Nhớ vậy nha, sư không đánh giá con người của vị thầy này. Sư chỉ đang nói vấn đề là cái pháp mà đang trình bày ra nó đúng hay nó sai. Nhớ, khi mình nói lỗi là mình nói lỗi về cái pháp đó chứ mình không nói lỗi về con người đó. Cái con người đó thì đó là việc của họ. Mình chỉ đem cái vấn đề pháp ra để mình nói là thứ nhất có căn cứ vào kinh điển hay không, và nếu căn cứ vào kinh điển như vậy thì đúng hay là sai nha, chứ không nói về con người. Phải rõ ràng cái chuyện này giùm.